cũng nhiều sâm biển lắm nha mọi người. Đây này, mình nhìn thấy là con sâm biển nó to này. Đây. Quá đã mọi người, thấy em nó to không? Đấy, đã không? Một vật vã luôn, sợ thật bằng bàn tay, quá ok. Nhưng mà cái giống này là nó to như này, nhưng mà khi mà bắt nó lên là được một lúc là nó nhỏ lại nha mọi người. Thì nó thật nước ra nó nhỏ lại nha. Thì nước xuống chiều xuống thì nước đẹp xuống rồi. Cái con bông thua này nó nằm như vị trí như cát này, nó nổi lên đấy mà đây, cái dòng nó nổi lên như thế nhá. Còn đây là nó thu xuống này, đây 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 đây. Sâm biển nó to này, đây này. Đây. 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 To lại này. Đấy, dài mọi người ơi, dài ơi này, to đùng vật vã luôn này, quá đã mọi người. Nhìn thấy nó to không? Đấy, đã không? Một vật vã luôn, sợ, cần bằng bàn tay, quá ok. Nhưng mà cái giống này là nó to như này, nhưng mà khi mà bắt nó lên là được một lúc là nó nhỏ lại nha mọi người. Thì nó thuận nước ra nó nhỏ lại nha. Đấy.
về. Thank you.